Nhật xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay trong căn bếp nhỏ của mình, Minh Nhật lại có hai vị khách rất là đặc biệt tới từ tỉnh Quảng Ninh. Anh Dũng xin chào Minh Nhật, chào tất cả mọi người. Và hôm nay cô sẽ cho con một món quà rất đặc biệt, đó là chúng ta sẽ cùng nhau làm món thả mực Quảng Ninh này nhé. Nguyên liệu làm món ăn này của chúng ta gồm có những nguyên liệu rất là cơ bản thôi: mực mai. Ngoài mực ra thì chúng ta còn có các nguyên liệu gia vị gia giảm khác như sau: có hành này, có tỏi, có hạt nêm, muối, đường, bột ngọt. Thường thường á, con ăn cái miếng chả mực của ba con làm á, nó tròn tròn như thế này, mà tại sao con mực này nó bự quá vậy? Con mực bự như thế này đó là nguyên liệu chính. Sau đó chúng ta còn phải sử dụng một loại máy nữa rất là đặc biệt ở ngay góc kia kìa, con ra nhìn thấy không? Đây, cái máy này đây. Chiếc máy chế biến thực phẩm MKS 800. Chiếc máy này có điểm rất là đặc biệt, đó là có 33 công thức để có thể xay hỗn hợp cực kỳ nhiều loại anh ạ. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái phần mực ra để chúng ta cho vào trong máy. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt lên trên cối xay. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn nút chế độ, sau đó thì chúng ta sẽ xay. Xong chúng ta sẽ cho một ít dâu mực loại chút nhuyễn vào. Bình thường chả của chúng ta sẽ chiên làm hai lần sẽ được ngon nhất. Lần đầu tiên chúng ta chiên và lần thứ hai chúng ta chiên lại sẽ có cái vẻ ngoài nó giòn và thơm hơn rất là nhiều. Vị mực thơm ngon, lại dai dai, đậm đà hương biển. Món chả mực Quảng Ninh thật sự đã làm những người xa xứ không khỏi bồi hồi mỗi khi nhớ về hương vị quê nhà.